Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, Abbas Arachi cho biết, hơn 90% tên lửa của Iran đã đến mục tiêu và không bị đánh chặn. Chúng tôi đã nói với đại diện của quốc gia khác rằng, chúng tôi sẽ xem họ là đối thủ nếu cung cấp không phận cho Israel, nhưng tôi hy vọng không có ai cấp phép như vậy. Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh Jordani cho phép Mỹ sử dụng không phận để bắn hạ tên lửa của Iran nhắm mục tiêu về phía Israel. Thông tin này được các quan chức cấp cao của Mỹ và một quan chức cấp cao của Jordani nói với NBC News. Không chỉ cho phép Mỹ sử dụng không phận để bắn hạ tên lửa Iran, vị quan chức Jordani còn nói rõ rằng họ cũng sẽ làm điều tương tự đối với bất kỳ tên lửa nào khác bay qua không phận Jordani. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, tàu khu trục USS Bunkerley và USS Cole của Hải quân Mỹ đã bắn khoảng 10 tên lửa đánh chặn các tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào Israel. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, quân đội Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Israel IDF để giúp bảo vệ nước này khỏi cuộc tấn công của Iran. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út đầu tháng 8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jordani, Emen Safadi tuyên bố Jordani không phải là chiến trường của Iran hay Israel và nước này đã thông báo với cả hai quốc gia láng giềng là sẽ không cho phép bất kỳ ai xâm phạm không phận, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân. Cũng theo lời Bộ trưởng Safadi, Jordani sẽ đánh chặn bất cứ thứ gì bay qua không phận quốc gia của nước này. Trước đó, hồi tháng 4, Jordani đã từng đánh chặn các vật thể bay xâm phạm không phận. Sau khi Iran phóng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel để trả đũa vụ không kích nhằm vào lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria, mà Tehran cho là do viết thực hiện. Tổng thống Joe Biden vừa qua đã phản đối việc Israel tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran và thúc giục Tel Aviv phản ứng ôn hòa hơn đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran, đồng thời lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng khắp Trung Đông. Ông Biden cho biết sẽ nói chuyện với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhấn mạnh nhóm G7 dự định đưa ra tuyên bố nhằm ngăn chặn căng thẳng gia tăng trong khi áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Iran. Ông Biden khẳng định Tất cả bảy nước chúng tôi đều đồng ý rằng Israel có quyền đáp trả, nhưng phải đáp trả một cách tương xứng. Động thái này đánh dấu nỗ lực mới của Mỹ trong việc kiềm chế Israel. Trước đó, Tel Aviv luôn phớt lờ các lời kêu gọi của Washington về ngừng bắn ở Gaza. Vào ngày mùng 2 tháng 10, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp áp lực từ Mỹ nhằm giảm căng thẳng ở mặt trận này. Viễn cảnh giảm căng thẳng của cuộc xung đột càng xa vời hơn khi Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Một số tên lửa gây thiệt hại cho các cứ điểm quân sự của Israel. Ở mặt trận Liban, 8 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Hezbollah. Đây là những thương vong đầu tiên của Tel Aviv trong cuộc tấn công trên diện rộng nhắm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tại khu vực này. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đe dọa trả đũa Iran. Ngoài ra, ông Jair Lapid, lãnh đạo phe đối lập và cựu Thủ tướng Israel cho biết Iran sẽ phải trả giá đắt. Ông Naftali Bennett, một trong những đối thủ của ông Netanyahu, kêu gọi Tel Aviv phá hủy chương trình hạt nhân của Iran cùng các cơ sở năng lượng trọng yếu. Những lời kêu gọi này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận xung đột của Israel. Vào tháng 4 năm 2024, khi Iran phóng tên lửa sang lãnh thổ Israel, quốc gia Trung Đông này chỉ đáp trả bằng cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Tehran mà không gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên hiện tại Tel Aviv đang xem xét các phương án đáp trả mạnh mẽ hơn, bao gồm tấn công vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc căn cứ quân sự của Iran, vốn là một thành viên của OPEC. Thậm chí kịch bản tồi tệ và cực đoan nhất sẽ xảy ra khi Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Kể từ khi xung đột bắt đầu, Mỹ đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Israel. Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cũng dành nhiều tháng để kêu gọi Tel Aviv kiềm chế trong các chiến dịch ở Gaza và hiện nay là Liban. Hiện tại, chiến sự đã lan rộng khắp khu vực với việc Israel thực hiện các cuộc không kích ở Yemen, tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban và tiếp tục triển khai chiến dịch ở Gaza. Các cuộc không kích của Israel vào Liban khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Tel Aviv ngày 2 tháng 10 cho biết nước này đang gửi viện binh đến miền nam Liban. Các máy bay chiến đấu của Israel đã phát động nhiều cuộc không kích mới vào nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, trong khi Hezbollah liên tục bắn tên lửa vào các thị trấn của nước này. Về phía mình, Iran cảnh báo sẽ có những hậu quả lớn hơn nếu Israel tiếp tục tấn công. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani ngày mùng 2 tháng 10 cho biết, mỗi hành động mà Tel Aviv thực hiện sẽ không được bỏ qua mà phải gánh chịu hậu quả. Ông Iravani nhấn mạnh, Iran hoàn toàn sẵn sàng để thực hiện các biện pháp phòng thủ tiếp theo. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng cho biết đã đến lúc ngừng vòng xoáy đẩy người dân Trung Đông đến vực thẳm. Cơ quan báo chí của Trung đoàn 19, Vệ binh Quốc gia Ukraine vừa đăng tải hình ảnh chiếc xe tăng T-62M chiến lợi phẩm được họ nâng cấp và đưa trở lại chiến trường để làm nhiệm vụ. Dễ dàng nhận thấy chu vi tháp pháo, ngoại trừ phần phía trước, nơi đặt các khối giáp composite bổ sung đã được gia cố bằng nhiều phiến giáp phản ứng nổ. Đáng chú ý nhất chính là chiếc lồng thép kích thước lớn để chống đòn tấn công từ máy bay không người lái FPV. Bên cạnh đó, một cấu trúc đặc biệt đã xuất hiện phía trên khoang động cơ, được bao phủ bởi một tấm lưới ngụy trang. Nhiều khả năng cấu kiện này nhằm tản nhiệt, giúp cỗ chiến xa khó bị phát hiện hơn bởi khí tài trinh sát ảnh nhiệt, đồng thời đóng vai trò như lớp giáp phụ. Tuy vậy, hai bên sườn xe lại chưa được bổ sung giáp, tạo ra một vị trí sung yếu. Nhiều khả năng trọng lượng tăng thêm của giáp đắp vào phần phía trước và tháp pháo đã vượt quá sức chịu đựng của động cơ. Do vậy, cần cắt bỏ giáp hông để duy trì khả năng vận động. Chỉ huy trung đội xe tăng Ukraine với biệt danh Pesodo gửi lời cảnh báo trên chiến trường, xe tăng là mục tiêu nguy hiểm nhất nên đối phương luôn tìm cách tiêu diệt nó bằng mọi cách. Nhiệm vụ của chúng ta là học cách cơ động nhanh hơn và tiêu diệt kẻ địch một cách hiệu quả hơn. Những chiếc xe tăng T-62 chiến lợi phẩm đầu tiên được quân đội Ukraine thu giữ vào tháng 9 năm 2022. Tổng cộng có 45 chiếc, với nhiều sửa đổi khác nhau đã được thống kê. Một số xe tăng T-62 được sử dụng để huấn luyện tổ lái, ví dụ như lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ độc lập số 110, các chiến binh học cách lái phương tiện chiến đấu và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường. Đồng thời, chiếc xe cũng được sửa chữa nhờ việc tháo phụ tùng từ một xe tăng khác. Xe tăng T-62 được liên xô phát triển từ đầu thập niên 1960 để đối phó mẫu FV-4-201, Chieftain của Anh và M-60 Patton của Mỹ. Những chiếc cuối cùng được xuất xưởng năm 1975. T62 được đưa vào sử dụng ở thời điểm giữa T54 và T72. Cả hai mẫu đều thành công hơn và phổ biến hơn. Quả thực, thiết kế tháp pháo của T62 khiến nó khá giống với chiếc T54 trước đó. Nhưng chiếc T62 có chiều dài lớn hơn, có thể phân biệt nhiều khoảng cách rộng hơn giữa năm bánh xe rộng hơn. Được bọc thép tốt hơn không đáng kể so với T54. Cải tiến quan trọng của T62 là sự ra đời của một khẩu pháo U5TS 115mm nòng trơn nhằm bắt kịp với những lớp giáp cải tiến trên các xe tăng M48 và M60 pattern của Mỹ. Vào thời điểm đó, xe tăng sử dụng pháo có nòng súng trường có thể bắn đạn pháo năng lượng hóa học, được gọi là đạn hit, tấn công mục tiêu chính xác hơn. Tuy nhiên, các loại đạn xuyên giáp APFSDS mới cho phép pháo nòng trơn đạt được vận tốc, độ chính xác và khả năng xuyên phá cao hơn, có thể thách thức thời gian khi vật liệu composite mới làm cho các xe tăng tiên tiến có sức chống chịu tốt hơn trước các loại đạn hít. T-62 vẫn là một thiết kế đáng gờm trong chiến tranh Yom Kippur năm 1973, nơi những chiếc T-62 của Syria và Ai Cập với pháo bắn chậm mạnh mẽ có thể xuyên thủng các xe tăng Patton, Centurion và Super Sherman của Israel. Sự xuất hiện của tiêm kích F-16 trên chiến trường sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, đồng thời gây nhiều khó khăn thách thức cho Nga. Dù vậy, một khi cất cánh, F-16 sẽ phải đối đầu với hệ thống phòng không S-400 đáng gờm của Nga, có khả năng tiêu diệt nhiều máy bay cùng một lúc. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được thêm một loạt hệ thống pháo, tên lửa phòng không Panzer S như một phần của mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước năm 2024. Đáng chú ý ở chỗ, đây không phải phiên bản cũ. Tổ hợp Panzer này đã được cải tiến. Giờ đây nó có thể hoạt động hiệu quả, chống lại máy bay không người lái đạn rocket và tên lửa hành trình. Đặc biệt, tổ hợp phòng không Panzer nâng cấp sẽ dễ dàng bắn hạ tiêm kích F-16 nếu gặp trên chiến trường. Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec báo cáo rằng thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra cần thiết và nhận được chấp thuận phê duyệt từ đại diện lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Theo Giám đốc Công nghiệp Cụm Vũ khí trực thuộc Rostec, ông Bekan Ostoev, Panzer S là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống đã bắn hạ thành công các mục tiêu phức tạp với tín hiệu phản xạ radar thấp, tập đoàn công nghệ nhà nước cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra các phiên bản mới của hệ thống phòng không tầm thấp này. Trong đó, các sĩ quan Nga cho biết, hệ thống Panzer S1, biến thể của hệ thống tên lửa Panzer, đang cho thấy khả năng tác chiến xuất sắc và hoàn toàn có thể tiêu diệt F16 nếu những chiếc tiêm kích này tham chiến tại Ukraine. Hệ thống này được thiết kế để phòng thủ các điểm của quân đội, công nghiệp, cơ sở vân vân, chống lại máy bay chiến đấu trực thăng đạn dược chính xác, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Panzer S1 mang theo tối đa 12 tên lửa đất đối không dẫn đường. Tên lửa được sắp xếp thành hai nhóm 6 ống trên tháp pháo. Tên lửa có thân tên lửa calibre bao gồm hai tầng theo cấu hình song song. Tầng đầu tiên là tên lửa đẩy, cung cấp khả năng tăng tốc nhanh trong vòng 2 giây đầu tiên bay, sau đó tách khỏi tầng duy trì. Tầng duy trì có độ linh hoạt cao và chứa đầu đạn nổ liên tục nhiều thanh, phân mảnh, cũng như ngòi nổ tiếp xúc và tiếp cận pháo sáng dẫn đường và bộ đáp vô tuyến. Tên lửa không được trang bị đầu dò để giữ chi phí tấn công mục tiêu ở mức thấp. Thay vào đó, việc theo dõi mục tiêu và tên lửa được cung cấp thông qua hệ thống cảm biến đa băng tầng của hệ thống. Dữ liệu dẫn đường được gửi qua liên kết vô tuyến cho tối đa 4 tên lửa đang bay. Hệ thống có khả năng theo dõi và dẫn đường cho 4 tên lửa bắn vào 4 mục tiêu riêng biệt. Tuy nhiên về mặt hoạt động, thường bắn hai loạt tên lửa vào mỗi mục tiêu. Ngoài các tên lửa được mô tả hệ thống Panzer S1 còn có pháo tự động 30mm 2A38M làm mát bằng chất lỏng có thể bắn 1950 đến 2500 viên đạn mỗi phút với vận tốc đầu nòng là 960m một giây và sức chứa băng đạn tháp pháo đã tăng lên 1.400 viên đạn. Mặc dù vậy, hệ thống Panzer cải tiến sẽ cần thêm thời gian để chứng minh năng lực bởi thực tế những gì diễn ra trên chiến trường Ukraine cho thấy các phiên bản cũ của tổ hợp phòng không này chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng cũng như tính năng vẫn được quảng cáo